Và đến quý vị, bây giờ thì quay lại chương trình ca nhạc. Mời quý khách chúng ta thưởng thức qua thưởng thức của ca sĩ Duy Quyên cùng quay lại sân khấu và đến quý vị nhạc phẩm có tên Đâu Phải Ở Mùa Thu. Dù cho đêm hơi bên khơi